Theo kế hoạch, mỗi năm có khoảng trên 1.000 học viên ở khu vực miền Trung Tây Nguyên được đào tạo nghiệp vụ du lịch. Trong thời gian 6 tháng, các giáo sư của Học viện Du lịch và Khách sạn Thụy Sĩ sẽ truyền đạt kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực du lịch cùng với những trải nghiệm từ thực tế tại các khách sạn, khu resort lớn ở Đà Nẵng. Học viên còn được học thêm tiếng Anh giao tiếp. Hiện khu vực miền Trung Tây Nguyên còn thiếu hụt khoảng 35.000 nhân viên du lịch. Theo đánh giá của giáo sư Thụy Sĩ trực tiếp giảng dạy khóa học, tỷ lệ nhân viên du lịch ở miền Trung Tây Nguyên đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực du lịch hiện rất thấp.